Trời ơi, cả nhà không muốn con thành tiến sĩ đúng không? Muốn con đi đánh lộn với thằng Mẫn đúng không? Không, 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 con cứ học, con cứ học. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Không tập trung được. Được rồi, được rồi. Để mẹ, để mẹ. Con học đi, con học. Mắc mớ gì mà chọi cái ly vậy? Dạ, cô ngã con liệu nên con ném cái ly luôn cô ạ. Con xin lỗi. Lấy cái ly đi ra cho thằng nhỏ nào bay. Con xin lỗi. Trời ơi, đi ra. Mày có thể giải thích cho cô biết tại sao mày chọn cái ly không? Mày cô giải thích cho con biết tại sao cô ngã không? Mày điên hả? Bây giờ có chịu học hành đàng hoàng không hả? Ui già đâu á mày ơi, sao mày đánh con hoài vậy mẹ? Ly hả? Hả? Con tính sao đây? Bỏ đánh lộn chưa? Mẹ đâu á mẹ? Con như vậy hoài mẹ sống làm sao đây? Trời ơi Mẫn ơi. Chú ơi, chú cho con hỏi chuyện này nha chú. Dạ, con biết là anh em thì có người giống nhau nhưng mà cũng có người khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà riêng trường hợp nhà mình, hai anh em nhà Minh Mẫn này lạ lắm đó chú. Nó khác mà, người thì học giỏi nhất lớp, người thì học dốt nhất trường. Cái này là kỳ cục lắm á. Sự thật là hồi học cấp 1 tụi nó học giỏi ngang nhau. Thật hả chú? Không biết giờ sao tự nhiên Mẫn nó tuột lại chứ. À mẹ ơi. Trời ơi, hai thằng bây giờ rồi, dễ sợ cho mày nè. Mời. Ôi trời ơi, dữ không? Nguyễn Đức Minh 10 điểm, giỏi. Mở được mấy điểm con? Dạ 10. Qua đây với ba nào? Trời ơi, quá dữ luôn. Qua đây với mẹ, qua đây với mẹ. À, hai con nghe ba nói nè, bây giờ giỏi nhất lớp, sau này mình sẽ phấn đấu giỏi nhất trường luôn, có hiểu không? Dạ. Ôi, hai đứa là mẹ tự hào quá, giỏi ghê. Ba cũng tự hào về con lắm. Đúng rồi, hồi nhỏ hai thằng học giỏi lắm mà sao tự nhiên thằng Mẫn nó thay đổi, nó học dở ẹt luôn vậy? Hai người học giỏi thật rồi chú. Ừ, em cái gì vậy? Không thể hiểu được, không giống một cái gen gì trong người anh hết. Tại sao vậy hả em? Nãy giờ anh nói cái gì em chưa hiểu luôn á. Anh nói hai thằng con mình, thằng Minh, thằng Mẫn, tại sao hai thằng sinh ra mà một thằng học giỏi nhất trường còn một thằng học ngu nhất lớp? Anh không biết hả? Anh biết là hỏi em làm cái gì? Chính anh là người tạo nên cái sự việc đó. Anh làm gì nó mà nó ngu? Con sắp được gặp nhà khoa học nói tiếng rồi nội ơi. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng. Dạ đúng rồi đó ba mẹ. Ông này á, là người quen của bạn con. Dạ ông mới đi hội thảo bên Mỹ về đó. Con nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để cho hai đứa nhỏ nó tiếp cận với khoa học á. Trời ơi hai ông con, hai ông con. Ông kia đi mà không chịu đem sách vở, để hai ba lô trong đó phải dọn đi ra nữa. Thôi thôi bây giờ mình đi. Lên đi. Đường. Trễ rồi. Rồi. Thưa ba mẹ con đi. Thương ông bạn đi. Thương ông bạn đây. Nhớ hỏi gì nhiều hả con? Nhớ hỏi gì nhiều nha. À cả nhà yên tâm đi, con sẽ hỏi dùm cho hai đứa con con. Mẫn, chúc con nhớ hỏi ông tiến sĩ gì không? Có ba, ở nhà vũ trụ có tạo hình thành. Rồi câu số 2 là gì? Câu số 2 là làm sao trở thành phi hành gia. Hay quá trời hay, nhớ hỏi nghe con. Dạ nhớ nha. Ai mua chuối chiên không? Chạy chuối chiên. Ai mua chuối chiên nào? Qua ăn nghe. Chuối chiên à. Rồi, cho 4 miếng đi. 4 miếng hả?
Nguội quá, chiên nóng nóng giùm tôi nghe. À, chờ 10 phút nha. Tôi chờ được mà. Đây, qua đây, qua đây. Ba hai miếng, con hai miếng. Dạ. Xe xe tới đây nè anh ơi, lẹ đi anh. Cái gì? Xe tới rồi. Em lên 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 trước đi anh, chờ lấy chú chiên cái. Trời đất ơi, mình phải nhanh lên chứ để trễ mất công lắm. Chờ xíu, chờ xíu. Chờ xíu thôi, đi 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 đi. Anh hiểu không, mình phải tới sớm để mà lấy lòng người ta. Lấy lòng cái gì thì lên đi rồi, anh ăn xong rồi anh tới anh lấy sao cũng được mà. Bây giờ anh đi xa hả? Ừ. Nhanh nha, nhanh nha. Đi 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 đi. Đi, đi con, đi con. Nhanh lắm. Lẹ lên á. Rồi rồi rồi. Cứ chiên từ từ đi chị, tôi chờ, đừng đừng có làm gấp quá không ngon nha. À, chờ chị chút. Con chào ông. Chào con, ngoan lắm. Dạ chú biết không, thằng Minh nhà con á, nó mê khoa học dữ lắm. Bởi vậy chú chính là tấm gương sáng của nó đó. Nhìn cậu bé cũng sáng sủa thông minh quá chứ hả. Dạ. Nè, con muốn hỏi ông chuyện gì, ông sẽ giải đáp những thắc mắc của con trong khả năng của ông. Thưa ông, những gì con muốn hỏi con đã viết sẵn ra giấy. Dạ, con có đem theo đây nè ông. Cũng cẩn thận quá chứ hả. Sao anh Hạnh với Mẫn giờ này chưa thấy tới nữa ta? Ăn đi rồi hồi xe tới mình đi nha con. Cô kiểm tra lại con có mắt gì không? Cảm ơn anh nhiều lắm. Chú ơi, chú may quá à, chú làm tổng của con. Cố sao mày bắt cướp giỏi như chú. Cố gắng lên, chú tin con sẽ làm được mà. À! Sao? Anh nhớ chưa? Anh nhớ ra chưa? Thì... Chính anh làm cho thằng Mẫn từ một cái thằng ham học bây giờ chuyển qua ham quýnh lộn luôn. Tại vì cái thói ham ăn của anh á. Bây giờ phải làm sao với nó nè. Sao cái gì nữa? Anh có biết mỗi lần mà em nhớ tới cái chuyện đó là em đau khổ như thế nào không hả? Trời đất ơi, tại anh, tất cả là tại anh hết. Thôi thôi thôi, xin lỗi em. Thì bây giờ nó lỡ vậy rồi, anh hứa là anh sẽ đào tạo nó thành võ sĩ luôn. Cái gì? Không, nó phải thành một người học giờ cỡ tầm bác sĩ, tiến sĩ, chứ không thể nào mà mình thì một thằng quýnh lộn được. Yên tâm, anh hứa với em. Thôi đừng giận, coi như là anh chưa hỏi chuyện này nha. Để anh đi kiếm nó, anh sẽ ngồi nói chuyện nó, cha con anh sẽ ngồi nói chuyện với nhau. À, vậy nha em, anh sẽ định hướng tương lai cho con lại. Vậy nha chị nha. Trời. Kỳ vậy ba bỏ con ra. Sao con không đi học bài đi? Chút xíu nữa con học. Đi học bài đi con. Tại sao hôm đó lại mình hành động như thế? Mình lại hành động như thế. Tại sao hôm đó mình dắt tay thằng Mẫn mà không dắt tay thằng Minh? Nếu như hôm đó mình dắt tay thằng Minh thì sao? Cuộc đời sẽ khác. Cuộc đời nó sẽ khác rồi. Mẫn, có khi nào ba hành động nhỏ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của con? Cuộc đời của con sẽ ra sao? Nếu hôm đó tôi dắt tay thằng Minh, cuộc đời nó sẽ ra sao? Còn thằng Mẫn, nó sẽ khác bây giờ.